vết nhói, chiều chiều tăng ca sáng sớm đi làm, nhiều lúc mệt lắm nhưng không dám than phiền vì kiếm thêm chút tiền tăng ca. Buồn thì buồn nhưng mà rất vui, vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ, nào là bạn bè, nay là anh em, nào là cô chú bác gần xa, mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương. Ai cũng từng trải qua kiếp sống làm thế, nhiều lúc nằm nhẹ bên tai ôi buồn lắm, nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi, vì mình là người làm thuê đâu dám cãi lời ai. Chỉ mong sao ngày này ngày trôi qua, ta làm kim chúc tiền lương gửi về cha mẹ già, đàn em thơ đang tuổi học hành đầy bát canh giữa cả tô mì gói, cũng hạnh phúc lắm rồi người làm thế. Trôi qua ta làm kim chúc tiền lương gửi về cha mẹ già.